đội văn nghệ thị trấn Mãn Đức xin gửi tới quý vị một tiểu phẩm Chuyện nhà ông Cột bà Kèo, tác phẩm tự biên bà Bùi Thị Phúc. Sau đây là bản phân vai bà Bùi Thị Thủy trong vai ông Cột. Tôi là con của con đó. Bà Bùi Thị Thái trong vai bà Kèo. Tôi có nói ông có chữ nghe đâu. Bà Bùi Thị Mê, chi hội trưởng người cao tuổi. Là người cao tuổi mình phải gương mẫu. Bà Đinh Thị Thư trong vai người hàng xóm. Người tên An. Cháu Bùi Thị Cựng trong vai con gái. Ôi ơi, đau quá, đau quá. Trên đây là tiểu phẩm Chuyện nhà ông Cột bà Kèo, xin phép được bắt đầu. Nhìn xuống đây với con.
Vâng, đúng đấy bố ạ. Bán hàng online vừa nhanh vừa không lo rớt giá. Thế thì tốt quá. Thôi hai bà cho con vào nhà nghỉ đi. Con nước với nó. Các vị đã, giá như có đường dầu, đường đẹp để đi thì đã không xảy ra cơ sự như vừa rồi. Mình là người cao tuổi, mình phải gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động của khu dân cư để mình còn làm gương cho con cháu noi theo bác ạ. Một lần nữa, tôi mong bác suy nghĩ lại, đồng ý hiến đất để mở rộng đường bác nhé. Vâng, ý bà nói là tôi cũng hiểu. Nhưng tôi vẫn còn đang tiếc cái hàng nhái của tôi ấy. Ông vẫn tiếc à? Ông chưa mở mắt à? Tất cả là tại ông đấy nhá. Các hộ trong khu và các hộ trong đường Mảnh Đai thị trấn người ta nhất trí cả rồi. Mọi người xem ông lắm được tôi, đúng là ông lắm bằng phùn, đừng quăng chẳng đi, đừng quăng mà mọi người. Ôi ơi, con tôi sẽ khổ đến đây. Thôi, từ từ, chị đừng khóc nữa. Bà nói ơi, tôi hiểu rồi, tôi thông suốt rồi. Bà đừng vạch áo cho người xem lưng nhé. Ông hiểu chưa? Ôi, tôi nhất trí mà đồng ý hiến đất rồi. Đồng ý rồi đi. Nay được nhà nước làm đường đẹp cho mình đi thì mình cũng phải ủng hộ chứ mà gì. Thế thì tốt. Thôi mà nói dậy đi, tôi nhất trí rồi đấy. Vâng, thế thì tốt quá. Cảm ơn hai bác đã đồng ý hiến đất. Mai kia có đường dầu, đường đẹp, điện cao áp thì sáng lung linh, đường xá đi lại thì thuận tiện, hàng hóa của bà con ta buôn bán thì cũng dễ dàng, đời sống của nhân dân thị trấn nói riêng và cả huyện chúng ta nói chung ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn lên. Thật tốt quá phải không hai bác? Vâng ạ. Đúng, mình là người cao tuổi, mình cũng là gương sáng cho con cháu noi theo. Bà nó ơi, bà nó đừng khóc đi nhé, con sẽ khỏi thôi mà. Giờ tôi với bà đi lên đây cùng hát một bài. Hát bài ông? Cái bài mà mình đi tập để đi thi tiếng hát người cao tuổi á. À, cái bài hôm trước mình tập gì thế, hai vợ chồng mình cùng hát đi ông nhá. Đó, mời bác lên đây cùng hát với vợ chồng tôi. Bà hát bài gì đây, cho tôi hát thử. Vui hôm nay, vui hôm nay, ta thắng giặc có vinh, ta xây dựng quê cùng